Đây là học báo cháy, báo khí ga. Đây, hộp này sẽ được bắt vào tường. Đây là cái loa, cái trắng trắng này là loa, phía này là cảm biến. Bình thường thì sẽ im lặng khi mà có rò rỉ khí ga hoặc là báo có khói từ đám cháy. Đây, vô là bật ga thì có ga thì nó sẽ báo ra loa cảm biến. Đèn hú giờ là tắt, là nhấn nút tắt tín hiệu, nhấn rồi xả ga này, xả ga vào cảm biến này.